Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ đã đến giờ chúng ta sinh hoạt theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay chúng ta triển khai tới kỳ thứ 55 trong những cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng, và hôm nay là cái bài tới cái bài thơ có cái nhan đề là Vốn Vậy. Và bây giờ là 5:30 ngày 4 tháng 3 năm 2011. Ủa sao giảng tiếp theo à? Ê, giảng hôm qua rồi. Và là giờ 30 tháng 1 năm Tân Mão. Thì cái bài Vốn Vậy này tôi ngày hôm qua mình nói nó còn nhiều quá, cho nên là bữa hôm nay á, mình triển khai thêm cái ý tứ của cái bài Vốn Vậy hôm qua để làm cái đoạn kêu bằng gì, cái đoạn lung khởi cho cái bài hôm cho cái bài mới. Bài mới hôm nay là tôi sẽ triển khai tiếp là có cái nhan đề Hơn và Thua. Nhưng mà mượn cái bài, cái đoạn của cái bài Vốn Vậy hôm qua để làm cái đoạn lung khởi. Và hãy nói cách khác là mình triển khai thêm, bởi vì cái bài Vốn Vậy đó nghe nó bình thường vậy đó, cái đề tài nghe bình thường vậy mà nó có ý tứ, phải nói rằng là nếu mình biết học còn nói có ý tứ sâu sắc lắm. Mà như tôi đã nói hôm qua đó, trăng sáng trời trong mây lại qua, nghìn sao lấp lánh giải thiên hà, tà dương cô tịch thông im phách, mờ nhạc canh khuya chiếc bóng ai. Nó có ý tứ sâu sắc về vấn đề tương quan tới cái ý tứ của kinh điển mà Phật dạy là sự vật nó như thế nào, mình hãy nhìn nó như thế ấy. Chân lý vũ trụ nó chuyển biến như thế nào thì mình phải tùy thuận như thế ấy. Và nói rằng tu chứ kỳ thật ra thì không có gì để gọi là đáng gọi là để tu cả. Mình tu nó chẳng qua là cái bằng xứng tánh khởi tu. Mình tu là mình trở về, mình làm theo cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình, của con người mình, và cũng là tùy thuận theo cái tự tánh thanh tịnh vốn có của sự vật hiện tượng vạn pháp. Cho nên cái đề tài Vốn Vậy này nó có cái công dụng lớn lắm. Nếu mà chúng ta thiền định, chúng ta biết thiền định, chúng ta có quán chiếu tư duy, chúng ta thấy nó lớn lắm. Vốn Vậy đó là để nói lên rằng là chúng ta gọi là tu chứ kỳ thật không có gì tu. Trở về cái tánh vốn vậy, cái tánh thanh tịnh tự nhiên của hiện tượng vạn pháp và của con người mình.
Bởi vì chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Cái câu đó ý nghĩa cũng lớn lắm đấy, sâu sắc và lớn lắm, phải học câu đó. Câu đó là câu của kinh Pháp Hoa: chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ hữu tình tới vô tình, từ xưa tới nay nó có cái tánh tịch diệt của nó, tánh tịch diệt của nó, cái tánh thanh tịnh của nó, cái tánh là lặng trong của nó. Giảng pháp thì nó không làm gì cho con người đau khổ. Con người đau khổ không phải vì giảng pháp nó tác động, nó làm cho con người đau khổ đâu. Mà nếu con người có đau khổ là tại mình đó. Rồi ngược lại, con người mà đau khổ là thêm một cái lần tại mình nữa, là tại mình tham vọng, tại mình si mê, tại mình không nhận thức được cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình. Do vậy mà cõi đời lẽ ra nó không có, nó không có cái gì, không có cái gì là nguyên nhân của đau khổ. Vậy mà con người làm ra dục giới là tại vì con người, tại vì cái tham vọng của con người nó làm cho cái cõi mà mình đang ở đây nó có một phần thành ra dục giới, gọi là dục giới, gọi là tam giới đó mà, nó có ra dục giới là do con người. Rồi gọi là sắc giới cũng là do con người, dục giới sắc giới do con người, đam mê con người, luyến ái con người, muốn bảo thủ cái hiện tượng vạn pháp, muốn bảo thủ cái vật chất hiện hữu trước mắt để mà làm cái của mình, biến nó thành của mình, và mình đam mê nó, mình liếc ái giữ gìn nó. Do vậy mà cõi đời này nó thành ra cái một cái cõi nữa gọi là cõi sắc. Rồi một thành phần nữa, ngoài cái đam mê liếc ái hiện tượng vật chất rồi, còn một thành phần nữa là lại do cái tánh đam mê luyến ái mong muốn tham cầu dục vọng của mình mà mình sợ không thành tựu, mình sợ không được, hoặc mình sợ mất đi, mà nó nảy ra một cái thứ tà kiến nữa là đặt tin tưởng vào thánh thần trời, thậm chí là có người tin Phật nữa, kéo ông Phật vô để làm những cái ông thần linh để phù hộ, để che chở, để giúp đỡ, để cho mình thành tựu cái ý muốn tham vọng của mình. Do vậy mà nó thành ra cái cõi của mình ở là có vô sắc giới à. Thành ra có cõi vô sắc giới. Vô sắc giới tức là vậy đó. Tức là cái thế giới đó là cái thế giới hoàn toàn không ai thấy, không ai nghe, và cũng không, những vị thần thánh đó không bao giờ ai biết, ai gặp. Thế mà có một thành phần là người ta tin tưởng, ta gửi gắm tâm hồn mình cho những vị gọi là thần thánh đó. Gửi gắm vào Đức Phật thì Đức Phật là người có lịch sử thiệt. Thì gửi gắm để yêu cầu, để mong mỏi giúp đỡ là một sự sai lầm đối với đạo Phật rồi. Nhưng mà dầu sao nữa, Đức Phật cũng là người có lịch sử thiệt. Còn một cái thứ gửi gắm mà những cái tên đó thì người ta đặt ra thì có, nhưng mà không ai gặp, không ai biết, không có lịch sử, không có lý lịch trong cái vũ trụ bao la này. Thế thì là cái thần thánh đó đó, mình đặt cái niềm tin đó, người ta gọi đó là một là nhất thần giáo, hai là đa thần giáo. Cái thành phần, cái số người mà tin nhất thần giáo hoặc đa thần giáo đó, cái đó là
là mình mong mỏi, mình trông chờ, mình vãng sinh lại lục khánh giới, những cái ông mà từ trước tới giờ không có. Tôi nói ví dụ như về chẳng hạn như cái gọi là ông địa, ông làng của những cái người buôn bán tự ưa thờ. Đố ai biết cái lịch sử ông địa đó là ai? Ông làng là ai? Vậy mà những người buôn bán lại ưa thờ ông thần tài. Thần tài cũng vậy đó. Thần tài là làm gì có ở đâu? Mà nếu mà ông thần tài đó thiệt có đó thì cái người mà nắng ra cái tượng thần tài, cái người mà đi buôn bán tượng thần tài đó, người ta ngu gì ta bán cho mình để mình mua mua về mình thờ để mình làm giàu, còn còn người ta đem ta bán không có đâu. Nếu thật sự có thần tài mà đúng ý nghĩa của nó đó thì người ta không ngu gì mà người ta nắng thần tài ra cả ngàn ngàn gì ông gì đó. Rồi cái người mua thần tài lại để gánh giống đi bán, hoặc là đem về để tiệm bán. Ừ, để tiệm bán chi? Người ta thờ một ông thôi, không cần bán, là mình đã giàu rồi mà. Nhưng mà sự thật đâu có bao giờ được vậy đâu. Người ta vẫn bán làng khang, mà bao nhiêu người mua rồi cũng có lúc làm ăn được, là do chợ búa, do vật giá, thời tiết cũng có làm ăn được, rồi có cũng lúc lỗ lãi, gọi là tổ tịa, gọi là phá sản. Thế thì là cái mà gọi là thần tài đó không có đâu. Vậy mà biết bao nhiêu người ta tin. Rồi thổ địa, rồi ngũ hành, chữ ngũ hành đó, ngũ hành là, hồi đó nhà bà ngoại tôi có thờ, có làm cái miếu ngũ hành đẹp lắm, vững chắc lắm, cột tốt, rồi ở trên rồi có tô xi măng lập ngói, rồi có vẽ vời nữa, tôi thấy linh thiêng dữ lắm. Tới chừng bây giờ tôi biết ra chữ ngũ hành đó là có những cái thằng mà nó học đờn cò với tôi đó, nó đâu có biết chữ nho nhiều. Mà cái bản đờn cò đó thì chữ tứ là chữ sừ, mà chữ ngũ là chữ ú, chữ lục là chữ liêu, rồi còn chữ xích là chữ xè, chữ xe. Mà rồi nó gặp cái miễu ngũ hành đó, nó nói cái miễu ú hành. Tôi nghe tôi cười quá chừng quá đổi. Chữ ngủ là chữ u, u hay là ú, hay là ù, cũng là chữ ngủ, là ngủ là năm á. Nó chỉ học cái bản nhạc, cái âm pháp của bản đờn, thành ra nó đọc là chữ ú hành. Thế là ngũ hành, ú hành gì cũng đều không có cả. Ngũ hành đó là kim, hành mộc, hành thủy, hành quả, hành thổ, là một cái triết học. Chứ không có phát xuất từ cái nguồn gốc của Trung Quốc. Sự vật này sinh ra là do ngũ hành. Cũng như đạo Phật mình thường nói là kim mộc thủy địa thủy hỏa phong á. Người học thường thường thì chỉ biết là tứ đại là địa thủy hỏa phong, còn người học sâu á thì ta nói địa thủy hỏa phong không đủ yếu tố để làm nên hiện tượng giảng pháp. Ta nói là địa thủy hỏa phong không kiến thức. Đó là đạo Phật. Còn bên các cái đạo mà triết học của Phật giáo, trong đó có đạo Lão, đạo Lão, đạo Khổng, người ta đều chấp nhận ngũ hành đó là kim mộc thủy hỏa thổ, giống như Phật giáo thường nói ngũ đại thất đại vậy. Chứ đâu có bà gì đâu. Vậy mà thờ cái bà ngũ hành. Té ra là thờ hành kim, hành mộc, hành thủy, hành quả, hành thổ. Vậy mà thờ là thờ sao? Thần linh đâu trong đó? Vậy mà tà kiến nó sinh ra cái đó. Rồi dài dài theo đường đi trước nhà của người bình dân hồi xưa đó đều là có cái gọi là cái thủ chủ. Tức là cái nhà gọn gọn, xinh, nhỏ, vuông chừng thước rưỡi, hai thước vậy đó, vuông nhất. Thờ là thổ thần. Thờ thổ thần. Thờ ngũ hành, hai cái thứ thờ đó đó, hai cái ông thần đó được thờ nhiều á. Nhưng mà kỳ thật không có lịch sử, không có lý lịch trích ngang trích dọc gì cũng không có. Cho nên là coi chừng á, mình tu học Phật giáo mình phải để ý chứ không mình lạc vào tà kiến ngoại đạo rất là dữ.
Thành ra cái bài thơ mà giống vậy bữa hôm qua đó còn nhiều cái lắm. Chúng ta không có nắm được cái chân lý là chúng ta là trông chờ mong đợi cầu khẩn gian xin lại lục những cái gì không có, trong khi đó là cái sự vật hiện tượng là giống vậy, cái tánh giống vậy của nó, không có cầu nguyện gì được hết á. Ở mùa xuân là cỏ hoa nó sinh trưởng, mùa hạ thì nó chịu trận nó sống bình thường, mà mùa thu thì có những cái thứ cây nó mà ở các cái nước mà ôn đới á, thì có những cái thứ cây nó tự rụng lá hết để chi, để nó bảo quản cái sức sống, cái nghị lực của nó cái đó gọi là liễm, trong sách thuốc y học gọi là liễm. Cái mùa đó là con người cũng vậy, nó liễm, nó thâu cái chất mà bổ dưỡng nó để nó làm dinh dưỡng, để nó chịu đựng cái lạnh của mùa đông, cho nên cây nó rụng lá để nó tích trữ cái nhựa sống của nó để nó chịu đựng cái lạnh của mùa đông. Rồi cho nên rụng hết trơn lá, tuyết phủ trắng chỉ thấy nhánh và tuyết không có lá, không có bông được. Rồi cái mùa đông mà lạnh rồi tuyết phủ đó rụi đi rồi, tàn qua rồi đó, thì mùa ấm nó tới, bắt đầu thì mùa xuân trở lại thì cây lá nó nảy mọc, nó nảy lọc, nó đâm chồi, nó sinh trưởng. Thế thì đó là cái tính giống vậy của hiện tượng giảng pháp, chứ không có cầu nguyện giáng sinh gì hết á. Cái chữ giống vậy là hiện tượng giảng pháp nó vậy đó, như thị sanh, như thị trụ, như thị dị, như thị diệt. Nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, rồi nó thay đổi như vậy, rồi nó chết chóc như vậy. Còn con người thì nó sanh như vậy, rồi thì nó lớn lên như vậy, rồi nó già như vậy, rồi nó bệnh như vậy, rồi nó chết như vậy. Đó là cái tánh vốn vậy, đó là cái chân lý mà trong đạo Phật gọi là cái chân lý vô thường, mà nó chi phối tất cả sự vật hiện tượng, trong đó cả động vật, thực vật, khoáng vật, phi vật đều chịu sự chi phối của chân lý vô thường cả. Do vậy cho nên nó thay đổi đó, của con người, của sự vật hiện tượng, của vũ trụ đều gọi là tánh vốn vậy. Cho nên là kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa đó, các vị nào có nghe kinh đó hay lắm. Phật bảo Đại Huệ về con người thì nó sanh như vậy, nó già như vậy, nó suy thoái như vậy, nó bệnh như vậy, và cuối cùng nó chết như vậy. Đừng hỏi tại sao. Và các nước văn minh hiện đại, y học phát triển nhất thế giới, con người cũng vẫn y như vậy, cũng vẫn sanh trụ, sanh lão bệnh tử y như vậy, không có vượt qua được cái đó. Đó là cái tánh vốn vậy đó, cái chữ vốn vậy là vậy đó. Rồi về vạn vật á, vạn vật thì nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó dị như vậy, và nó diệt như vậy. Như tôi vừa nói đó, mùa xuân á thì cây cối đâm chồi nảy lọc, là tại vì cái mùa hạ, cái mùa thu cái năm trước á, cái mùa thu năm trước là nó phải rụng lá hết để nó dự trữ cái sức sống của nó để nó chịu đựng cái mùa đông. Rồi qua mùa đông rồi thì hết lạnh thì nó nảy lọc đâm chồi nó trở lại. Đó là cái tính vốn vậy của vạn vật. Đừng hỏi tại sao lá nó rụng, đừng hỏi. Còn những con gấu, những cái con súc vật ở Bắc Cực xứ lạnh đó, hàng đới, ôn đới đó, nó lông nó dày hơn là cái con thú ở nhiệt đới. Con chim, con thú, con người ở nhiệt đới nó không có, nó không có, không cần có sự bảo vệ nhiều. Cho nên là những con thú ở nhiệt đới thì lông thưa và nó không có tích lũy cái thức ăn để nó chịu trận một cái mùa đông.
những cái con thú vật mà ở ôn đới hạn đới thì nó phải có cái cách để nó tích trữ. Có những con ở trong hang, ở trong ổ nó mấy tháng trời. Thì hỏi tại sao vậy? Đừng hỏi tại sao, nó như vậy là như vậy à. Nó sinh như vậy, nó trụ như vậy, nó di như vậy, nó diệt như vậy. Về vũ trụ thì là thành, nó thành như vậy, rồi nó trụ như vậy, rồi nó hoại như vậy, rồi cuối cùng nó không còn gì hết, nó như vậy. Thành trụ hoại không, đó là cái tánh vốn vậy của sự vật hiện tượng. Trong đó có thể là có cả của các tinh tú, có thể của quả địa cầu, và có thể cả mặt trời. Do vậy mà các nhà bác học người ta còn nghiên cứu cái mặt trời, tuy nó vậy đó chứ mà nó cũng là bao nhiêu triệu tuổi gì đó, rồi lúc nào đó nó cũng có thể bị thành trụ hoại không. Chẳng qua là người ta nói rằng nó cái tuổi thọ nó còn lâu là tại vì cái sức nóng, cái nhiệt lượng trong nó còn nhiều thì nó còn thọ hơn. Còn như cái quả đất là nó nguội xung quanh nhiều quá rồi, nó lạnh rồi cho nên mình mới ở được đó. Nhân loại cầm thú thực vật, động vật, khoáng vật mới sinh trưởng được là tại vì hoặc cái vỏ quả đất nó nguội cho nên là ở được, con người ở được. Do vậy mà người ta nói cái quả địa cầu là cái tuổi của nó không còn thọ như là cái tuổi của mặt trời. Cái đó là khoa học nói. Nhưng mà dầu khoa học nói kiểu nào đi nữa, nó cũng thành như vậy, nó trụ như vậy, nó di như vậy, là cuối cùng nó cũng hoại diệt như vậy. Nhưng mà có cái điều là dù là hoại diệt nha, nhưng mà không có cái gì bất hạnh hết. Cái đó về cái thuyết mà duy vật và biện chứng ngày nay người ta cũng nói là không có cái gì bất hạnh. Vật chất không có cái gì bất hạnh, dầu cái có đó là có. Mà cái lúc mà nó bị tan hoại, nó hư hao đi nữa cũng không gọi nó là mất hẳn được nha. Cho nên là trong kinh Phật đó là dầu là thành vũ trụ nó thành rồi nó trụ nó hoại rồi nó không, nhưng mà cái không đó cũng không mất hẳn. Do vậy mà cũng có những nhà bác học người ta nói rằng là những cái gì mà khoa học tìm tòi được là những cái đó trong đạo Phật đã nói rồi. Cho nên là khoa học là tìm tòi mò mẫm băng lại cái nguồn gốc của triết học. Mà trong đó có thể mình nói Phật giáo là triết học Phật giáo đi, thì cái kinh điển của Phật giáo đó, cái triết học của Phật giáo đó là của những cái bậc mà gọi là vô thượng bồ đề, vô thượng cái trí tuệ giải thoát vô thượng đều đó có. Các nhà bác học ngày nay có những số nhà bác học ta thấy được cái đó. Cho nên thành trụ hoại không là có, nhưng mà cái không đó cũng không phải vì vậy mà sạch trơn. À, cái đó cái triết lý nó ngộ lắm, cho nên mình học mình mới xem định mình mới thấy. Cho nên Trung Quốc về 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 cái đạo đạo lão người ta cũng có, ta cũng có thấy được cái đó, không có cái gì mất. Bởi vì cái có với cái không là không bao giờ mà nó tách rời ra được, và cũng không bao giờ là nó còn có cái gì mà ngoài cái có và cái không. Do vậy mà trong cái không nó có cái có, ngay trong cái lúc cái có là nó có biểu lộ cái tính chất, nó chứa đựng cái tánh không. Do vậy mà khi mình thấy các cái gì mà thần giáo ở Trung Quốc mà trong cái chuyện chuyện phim thôi, chuyện chưởng thôi, mà ta gọi là Nhật Nguyệt thần giáo đó, cái áo họ mang cái mặt trăng, mà cái mặt trăng nó vẽ một bên một phần đen một phần trắng, mà ngay trong cái phần đen nó có một cái điểm trắng. Và ngay bên cái điểm trắng nó lại có một cái điểm đen, bên cái phần trắng nó có một cái điểm đen. À, cái đó là cái lý đó không bao giờ mà vượt ngoài cái đó được. Trong âm có dương, trong dương có âm, trong ngày nó là cái gì của đêm, đêm nó còn tích lũy trong cái ngày,
Rồi cái đêm đó nó lại là có cái chất liệu của Ngài, nó có cái gọi là chất liệu nào cũng đúng, nhưng mà nó có cái của Ngài. Đêm không ngoài Ngài mà ngoài không không vượt ra đêm mà có được. Sự tương quan tác thành của nó màu nhiệm lắm. Ban ngày có đêm. Do vậy cho nên là đang ban ngày vậy đó, mà mình lấy một cái chậu, mình lấy một cái tô, mình úp xuống ha, thì tức khắc là có đêm. Ngược lại là trong cái chậu hay cái tô hay trong cái phòng kính thiệt là đen mịt vậy đó, mà mình soi một lỗ là tức khắc là có ngày. Điều đó nói lên rằng trong ngày sẵn có đêm, mà trong đêm sẵn có ngày. Ngay trong cái có đã có cái không, mà ngay trong cái lúc mà mình gọi là không đã có cái có ở trong đó rồi. Cái chỗ này là phải thiền định mới thấy. Mà cái người mà học đạo người ta mới tìm là cái nguồn gốc của cái trí tuệ vô thượng bồ đề, ta mới phân tới. Chứ người thường người ta nghe cái này, người ta nói cái ông này nói cái gì giống như bà Trận hay sao. Chứ cái đó là cái người tu cần thiết lắm đó. Cho nên là về vũ trụ thì thành như vậy, trụ như vậy, dị như vậy, quả như vậy, không như vậy, mà không mất hẳn. Đấy. Đừng sanh tâm thắc mắc. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật bảo này Xá Lợi Phất, các pháp, cái thể của nó như vậy, cái dụng nó như vậy, cái tánh của nó như vậy, cái tướng nó như vậy, cái tác dụng, cái tác nhân của nó như vậy, cái quả báo của nó như vậy, cuối cùng nó giống vậy, đừng hỏi tại sao. Kinh Pháp Hoa cái câu đó, đó câu đó hồi đó bao nhiêu năm trường tôi nghiên cứu, tôi không biết, phải thiền định dữ lắm sau này tôi mới biết cái Đức Phật mà từ chối cái sự yêu cầu ông Xá Lợi Phất. Ông Xá Lợi Phất nài nỉ yêu cầu Phật thuyết pháp, nói kinh. Phật nói này, Xá Lợi Phất ơi, cái kinh, cái điều mà ta biết đó, nó khó lắm, khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành. Cỡ như cái hàng thanh văn duyên giác của các ông nghe không có nổi cái này đâu, thôi các ông đừng có hỏi nữa, Xá Lợi Phất ơi. Ông Xá Lợi Phất mới nói là Bạch Thế Tôn, chúng con là giàu là hàng thanh văn mê muội, nhưng mà chúng con trong này cũng có số có khả năng nghe được cái giáo pháp của Phật dạy, vậy mong Thế Tôn dạy đi, rồi chúng con cố lắng nghe để mà tìm hiểu để tu học. Rồi Đức Phật mới nói tiếp cái này, Xá Lợi Phất ơi, cái giáo pháp của ta màu nhiệm lắm. Nó là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. Các ông làm sao nghe được những cái điều đó, Xá Lợi Phất? À, tuy là Phật nói như vậy, nhưng mà ông Xá Lợi Phất năn nỉ nữa. Phật nói thôi được rồi, giờ ông nói quá vậy, ông tha thiết quá, thôi giờ ta bắt đầu ta nói kinh Pháp Hoa cho các ông nghe đây. Đấy. Nhưng mà sự thật của vũ trụ vạn hữu là 10 cái như thị đó là nó giống vậy. Cho nên con người là phải tu tập thiền định tự hiểu, chứ còn cái lời nói gì cũng không bao giờ trúng. Viết cái gì cũng không bao giờ trúng. Và ý nghĩ cái gì là ai nghĩ thì nấy hiểu, chứ còn lấy cái ý nghĩ của mình mà nói cho người khác hiểu cũng không hiểu được. Do vậy mà tôi có viết mấy cái câu ở trong các cái tập nè, Ngón Tay Chí Sanh đó. Nói gì cũng không trúng là trúng. Có nghĩa là nói gì cũng không trúng, mà nói gì cũng là trúng. Viết gì cũng không trúng là trúng. Có nghĩa là viết gì cũng trúng, mà viết gì cũng không trúng. Nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Có nghĩa là nghĩ gì cũng trúng, mà nghĩ gì cũng không trúng. Bởi vì nó trúng là nó trúng với ai, nó với căn cơ nào, nó trúng với trình độ nào, nó trúng với cái thành phần nào, trúng với cái người tôn giáo nào. À, cái người tôn giáo của đạo Phật mà nói tôn giáo khác, người ta nghe ta đâu có chịu. Ngược lại cái người tôn giáo khác là nói cho những người đạo Phật, thí dụ như cỡ tu gì mà nói về cái chuyện mà thờ thần, thờ thánh, là đa thần, đụng đâu có thần thánh đó hết, tôi đâu có chịu. Do vậy mà mình nói gì cũng không trúng là vậy đó, mà viết gì cũng không trúng, mà trúng là trúng với ai.
Để tư Phật nên tu cái hạnh, đừng nên nên tu hành, nên tu hạnh, nên tu hạnh, đừng sanh tâm thắc mắc. Đừng nên tu cái hạnh, đừng sanh tâm thắc mắc, nghĩa là vũ trụ vạn pháp nói như thế nào là cứ để nó như thế ấy. Tâm tánh của mình thật sự, tại mình sử dụng nó không đúng đó. Chứ nếu mà tâm tánh của mình mà mình để y như thế ấy, như của nó đó, là cái tâm của mình là tâm Phật đó nghe. Tâm của mình là tâm Phật đó, cái tâm thanh tịnh tốt đẹp lắm đó. Nó cũng như là hoa rừng và con người vậy đó. Hoa rừng nó mọc, nó đâu có tính nó khoa trương cái đẹp đẽ đó cho ai thèm, ai muốn, ai khen nó đâu. Rồi vũ trụ sanh ra con người đâu có phải là sanh ra con người để mà thưởng thức cái hoa rồi bẻ hoa hái hoa. Con người với hoa không tương quan gì nhau hết á. Vậy mà có lấy hoa rừng đem về làm hoa rồi đặt tên hoa này hoa nọ, rồi tên hoa này là quý, hoa kia không quý, để bán đắt tiền lắm, mà cũng một ngành kinh tế đó. Do vậy mà người xưa người ta nói rằng là rượu nó không làm cho ai sai hết á, nhưng mà do người uống rượu là con người tự sai, nguy hiểm vô cùng đối với rượu. Mà kỳ thật rượu đâu có, nó đâu phải là cái mà có tính cách hại người như vậy đâu, mà do người sử dụng rượu sai lầm, không đúng chỗ, không đúng trường hợp, không đúng cách dùng, cho nên con người vì rượu mà có thể chết biết bao nhiêu khi lái xe, hoặc là khi là quá chén. Ở xứ tôi mấy lúc nọ có người mà uống rượu quá rồi cái sông Đồng Nai đó, sau đồng nai nó cái bãi đó, tới chừng mà nó cạn nó lồi cái bãi ra, có chỗ đất nó sâu lắm, nó cứng, rồi người ta làm cái nấc thang ta xuống để người ta xách nước, rồi cái rồi uống rượu nóng quá, cái rồi y chịu không nổi, cái lột áo ra y xuống dưới mé nước, y nằm ở dưới đó. Y nằm ở dưới rồi cái rồi nước lớn lên cái y không hay, rồi nước lớn lên ngập cái rồi y không biết đường, y ngờ chết luôn. Rồi lúc đó tôi cũng có mình cũng phải đi đám ma rồi coi cho được, bởi vì ở gần ma. Chết vậy đó, chết kiểu lắng chết vậy đó. Mạch áo nằm dưới sông vậy là tự ngộp, tự chết rồi. Thế là rượu, rượu nó không phải là có cái chất hại người, nhưng mà tại người sử dụng không trúng nên nó hại vậy đó. Còn hoa nó không có tính mê người, mà tại người mê. Tự bất túy nhân, nhân tự túy, hoa bất mê nhân, nhân tự mê là vậy đó. Thành ra cái cõi này thật ra không có cõi dục. Vậy mà do con người làm ra cái cõi mình đang ở đây, Phật dạy rằng là trong đó có cõi dục. Rồi cái cõi mình ở đây thật sự chẳng có cõi vật chất, chẳng có cõi sắc là cái gì quý giá cả. Vậy mà do con người mê, mê nó thành ra cái cõi quý giá, cái vật chất là quý giá. Chứ ví dụ như con còng, con cua, nó đâu có thèm nhà cửa, nó đâu có thèm sự nghiệp, nó đâu có thèm đồ lộng lẫy, đồ sang trọng gì đâu. Thế thì là cây tắc, cây gụ, cây gỗ, cây bê mu, tất cả những cây bình đàn giác hơn gì cũng không hề có quý với những con còng, con cua. Vì con còng, con cua nó chẳng có biết xài cái bàn đẹp, cái giá trị gì hết. Thì cây vẫn là cây, mà nó còng cua vẫn là còng cua. Còn con người vì khó sanh cái tâm phân biệt, rồi chê cây thông là gỗ xấu, mà cây bê mu thì gỗ chắc, rồi tắc, rồi gụ, rồi quỳnh đàn, giác hương gì đó, mình mê, là tại mình mê chứ. Việt Nam mình có người mua cái đàn, cái một cái hòm đó, cái hòm, cái quan tài đó, bằng cây quỳnh đàn, nó mấy chục triệu. Vậy chứ cái gỗ thông này là làm cái hòm, làm cái quan tài không được hay sao? Nó có chừng mấy trăm mà cũng được nữa, cái giá thông á. Nhưng mà ta mê cái quỳnh đàn, thậm chí có người là cái quan tài, cái hộp đó mà ta mua về ta cẩn xa cừ nữa chứ. Cái đó theo đạo Phật gọi là mê muội dữ tận. Nhưng mà đừng có nói cái đó không khéo là ta
ta không chịu rồi người ta cự với mình đó. Tôi nghe có người mà cái hồn mà mướn cắn ốc xà cừ, tôi nghe tôi buồn lắm. Buồn là vì tội nghiệp người ta. Cái tiền đó để nhiều người cần lắm chứ mà không giúp, có thể không giúp á, có thể là tiện tự tâm tự chục á. Nhưng mà đem mua cái hòm mà bằng cẩn xa cừ vậy để rồi ít bữa đem chôn, cái đó không đáng thương sao được. Cái ý tứ mà qua chẳng mê người, người tự mê là vậy đó. Cái cõi đời này không có gì hết là vậy mà nó thành ra cõi sắc. Cõi sắc tức là mình đam mê cái vật chất đó. Đó. Cho nên tam giới là do mình á, chứ tự nó cũng không có đâu nha. Cái đó sâu lắm đó. Học Phật mà chừng nào mà biết tam giới không có thật, cái đó mới là học sâu đó. Chứ mà vẽ cái cõi dục là nó ngang đây, từ đây tới đây, rồi vẽ cái cõi sắc là từ cỡ này tới cỡ này, cao tới bao nhiêu, rồi vẽ cái cõi vô sắc là ở trong cái chỗ trống lỏng không có gì. Cái đó là vẽ, đó là vẽ không trúng đạo Phật. Nhưng mà mình nói rồi người ta nói mình nói đụng chạm tới cái hiểu biết của người ta, giờ ta buồn bực, thậm chí là ta bất bình bất mãn tới lúc nào đó, có thể gây sự cũng có. Chứ thật sự là học Phật cho tới khi nào mình thấy tam giới không có thật, và tu hành cho tới khi nào mình thấy không có tam giới thật, chừng đó mình mới có, mình có mới gần gũi với Đức Phật thật sự, mới là đệ tử Phật thật sự. Cho nên đừng sanh tâm thắc mắc gì hết đối với sự vật hiện tượng, vì các pháp nó vốn vậy. Gọi là tu sĩ chỉ cần tùy thuận pháp tánh, tùy thuận theo cái tánh, cái Phật tánh thanh tịnh vốn có của mình, tùy thuận theo cái tánh thanh tịnh tự nhiên của giảng pháp. Chỉ cần xứng tánh khởi tu, không sanh tâm thêm bớt, không sanh tâm thắc mắc, được như vậy Như Lai gọi đó là người tu giỏi lắm rồi. Tu giỏi là vậy đó, là nhận thức chân lý rồi tùy thuận chân lý. Chứ tu giỏi không phải là lại giỏi đâu, lại tam thiên Phật đừng có lại. Tam thiên Phật giờ mấy vị muốn lại không, tôi đặt thêm ra tam thiên nữa là hai lần tam thiên, tôi đặt cũng được nữa. Mà tôi biết rằng dầu tôi có đặt thêm hai lần tam thiên Phật nhưng mà các vị lại không có ông Phật nào quan nghênh các vị hết á. Bởi vì Phật mà đâu có chẳng toàn để ta ngồi chơi, hoặc là ta đi thiền hành, hoặc là ta đi chơi, ta ngâm phong dịnh nguyệt, hay là ta làm thơ, ta đàn khải đàn, rồi ta chơi với người ta chứ mà ngồi đó cho các vị lại, trời đất ơi, chết cái lưng mà được cái gì, chết cái sự sống của Phật mà Phật được cái gì. Cho nên tôi trước sau như một, tôi nói vậy các vị có chịu không chịu thì không vui, các vị tự các vị chịu á, chứ tôi không biết. Chứ tôi nói trước sau như một là Phật không có ông Phật nào cần các vị lại hết á. Cho nên lại tam thiên Phật không được cái gì hết, vô minh. Còn tụng kinh Pháp Hoa mà lại mỗi chữ mỗi lại đó là vô minh dữ tợn. Phật nói kinh để cho mình nghe, mình hiểu cái gì, mình đem lấy từ chữ, từ lời trong kinh thì mình lại là gọi là lại kinh Pháp Hoa đó, là vô minh che lấp. Tôi nói như vậy mà không phải ai cũng quan kinh, cho nên có những người ta ghét tôi dữ lắm đó. Nhưng mà tôi biết có người ghét dữ lắm mà tôi cũng không vì vậy mà tôi không nói, là tại vì tôi là học Phật mà. Mà kinh điển Phật nói là những người mà đệ tử Phật là phải truyền bá chánh pháp của Đức Phật để cứu độ những cái người mà là bị vô minh tà kiến nó làm cho người ta đau khổ. Thế thì là mình phải nói cái thiệt của đạo Phật chứ. Mình phải chỉ rõ những cái nào là sai, không phải đạo Phật, để cho những người đệ tử Phật theo đạo Phật người ta biết, người ta không làm lại.
Cũng giống như người có lương tâm lương tri vậy đó, dẫn bạn bè vô trong rừng mà mình là cái người rành rọi thì cái chỉ cái trái cây nào ăn ngon cho người ta ăn, còn cái trái cây nào ăn chết dầu nó đẹp mấy thì nữa, biểu các huynh đệ đừng ăn trái cây đó nha. Không, trái cây đó cái cây đẹp vậy đó, lá đẹp vậy, trái đẹp vậy rồi mà ăn vô chết đó. Người vậy mới có lương tâm lương tri chứ. Còn cái trái cây kia ăn bổ đó, bổ nhiều chắc bổ đó, trái cây nọ coi nó xấu vậy mà nó bổ đó. Mình phải chỉ cho người ta trái cây nào ăn ngon ăn bổ, trái cây nào ăn chết. Thì là một nhà sư, là một người là đệ tử Phật mà thuộc về đàn anh, gọi là đàn huynh trưởng, mà để chỉ đạo cho những người đệ tử Phật tại gia là những hàng em, thì mình phải chỉ rõ cho anh ta chứ. Chứ dẫn vô rừng rồi dẫn đi chơi mà vô đó rồi người ta không biết, rồi để cho người ta ăn cái trái độc. Vậy là lương tâm lương tri của đàn anh mình ở đâu? Trái ngon thì không chỉ, trái ngon là để mình hái mình giấu riêng trong trong túi mình đó. Còn còn trái đẹp, trái đẹp mà độc đầy rừng đó, rồi người ta không biết người ta ăn vậy đó mà mình không nói gì hết, mình lo phần mình à. Còn tệ hơn nữa là mình vẫn ăn trái độc như người ta nữa thì còn gì nữa là đàn anh để dẫn đi chơi đâu. Cho nên cái đó là cũng là cái khó đó. Tôi hy vọng rằng tăng ni trẻ là mình phải là đàn anh, mình phải là cái người hiểu biết để dẫn bạn bè đi chơi trong rừng nha. Phải nói những cái trái đàn ăn ngon, ăn bổ, ăn khỏe thì bày cho người ta, chỉ cách ăn cho người ta. Còn trái đào dầu là thiệt đẹp mà nó độc bằng mấy kiểu độc, độc sao. Trái nào ăn độc có thể là tàn phá sau này mấy năm mấy tháng, trái nào có thể ăn độc chết liền. Phải chỉ cho người ta biết, phải nói cho người ta biết. Thế là cái bài giống vậy đó, hôm nay mình bổ sung vậy đó. Bổ sung cái bài giống vậy. Thiệt ra bổ sung là tại nói tới đó thôi, chứ nói hoài được hoài. Nhưng mà không phải nói nhiều là giỏi. Cái người phải tu tập thiền định, nghe rồi phải suy nghĩ rồi mới, rồi thực hành. Thực hành nó đem lại kết quả, cái đó mới là đạt yêu cầu, mới đạt kết quả. Chứ tôi có nói giỏi mấy nữa cũng không được tự hào đâu, không có giỏi được. Cái tách nước trà ổ long ngon vậy đó, mà mình ngồi mình diễn tả trà ổ long cho mọi người không hề uống nước nghe, làm sao ta biết được cái trà đó là trà ổ long. Mà cái người mà muốn biết cái hương vị trà ổ long là người đó phải mời, và cái người được mời đó phải uống một chén. Uống mà phải uống nhỏ nhỏ, uống cái tách nhỏ nhỏ rồi cái bằng nhấp một ngụm trà, rồi thưởng thức cái trà thì mới biết cái hương vị của trà ô long. Chứ còn tôi tài ba cỡ nào đi nữa mà tôi nói mà các vị không uống trà là các vị cũng không biết được hương vị trà. Cái thức ăn người ta nấu ở trong nhà ngon mấy mà cái người nấu nó có nói nấu giỏi cách gì, nêm cách gì, gia vị cách gì mà các vị không ăn, thì các vị có nghe hoài tới bao nhiêu ngày đi nữa cũng không biết được cái hương vị đó. Do vậy cho nên là muốn ngừng ở đây ngừng vậy thôi, chứ còn cái người mà muốn biết được cái thưởng thức, cái an lạc, cái hạnh phúc hay là cái hương vị của món ăn, cái hương vị của trà là tự mình phải uống, phải ăn, phải thưởng thức. Bây giờ chúng ta bắt đầu nghiên cứu thử cái bài mới. Cái bài có cái nhan đề là hơn thua. Ở đây là chính thức mới là kỳ 53 là bây giờ mới bắt đầu à. Kỳ 53 là triển khai cái bài thơ có cái nhan đề là hơn thua. Thơ là: lý luận hơn người cũng lắm khi, thua người xảo quỷ đã hề chi.
hơn thua tìm lại không vang bóng. Xuân đến thu đi một tiếng rồi. Bài này cũng có gì đọc qua nghe nó vậy đó. Nhưng mà tôi xin nhắc là Phật tử, hàng Phật tử gần xa, cũng như là xin nhắc tăng ni trẻ gần xa, ngôn ngữ dân tự không là cái gì hết á. Nhưng mà mình muốn, mình được muốn được cái gì là phải nương vào ngôn ngữ văn tự, chứ tự nó không có là cái gì hết. Do vậy mà Phật dạy văn tư tu là vậy đó. Mình phải tư duy, phải thiền định. Cho nên tôi gọi đây là cái tham thiền số 23 trong cái tập ngón tay chỉ tăng một ha, với cái đầu đề đó hơn thua lý luận hơn người cũng lắm khi. Dù mình có thiên ngôn vạn ngữ, mình lý luận giỏi cỡ nào, điều đó có thể có, nhưng mà có những cái trường hợp mà mình không bao giờ lý luận hơn được. Đó là ai? Đó là những người xảo quỷ, những người mà đầy dục vọng và vô minh che lấp. Những người mà dục vọng nhiều và vô minh che lấp đó, họ chỉ biết họ mà thôi. Họ không cần tiếp thu cái lẽ phải của bất cứ từ đâu. Ta gọi là chủ quan. Mà mình muốn cái lý luận đó, muốn cái đàm thoại đó, muốn cái kinh sách đó mà mình đọc, mình nghe, hoặc là mình đọc, mình học, mình phải dùng cái ý thức chủ quan mình mới thấy được. Mình phải thấy được cái đó là hay hay là dở, đúng hay là sai. Chứ nếu mà mình không có cái ý thức chủ quan, không có ý khách quan ha, mà mình chủ quan, chủ quan tức là mình khư cái ý kiến của mình thôi, thì mình không tiếp thu được những cái hay, cái mới, cái lạ của người khác. Do vậy mà cái người lý luận hơn người có thể có, nhưng mà hãy coi chừng, đừng tự tin cái lý luận hơn người rồi sẽ được cái gì cho ai, cho mình hay cho người khác. Mình lý luận mình nêu ra cái lẽ phải, thậm chí là mình gọi là mình nêu ra, mình chỉ bày cái chân lý, nhưng mà cái người mà ta không cần lẽ phải, ta không cần tìm hiểu chân lý, mà ta cần bảo thủ cái tự ngã, cái tri kiến, cái hiểu biết, gọi là cái trong kinh gọi là cái kiến thủ kiến. Thì đối với người đó, cái người lý luận giỏi không ăn thua, cái người nói ra triết lý giỏi cũng không ăn thua, người mà nói ra chân lý cũng không ăn thua với cái người mà bảo thủ cái ý kiến chủ quan của họ. Cho nên cái bài này nói rằng lý luận hơn người cũng lắm khi, mà thua người xảo quỷ chẳng hề gì. Có những người xảo quỷ ta không cần cái lẽ phải, có những người bảo thủ kiến thủ kiến, người ta không cần nghe thêm cái gì khác. Hơn thua tìm lại không gian bóng. Do vậy mà trong khi mà nếu mình lỡ gặp những cái thành phần, những cái đối tượng mà người ta không chấp nhận lẽ phải, mình đừng buồn nha. Cái bài này là ý muốn nói cái đó đó. Dù mình nói lẽ phải, mình biết rõ rồi mình nói lẽ phải, nó có chân lý, nó có sách bách, có chứng đàng hoàng, nhưng mà những người bảo thủ cái ý kiến chủ quan của họ, cái đức tin của họ, cái tôn giáo của họ,
họ bảo thủ cái lập trường, cái đức tin, cái tôn giáo, cái hiểu biết của họ rồi, thì mình có nói cái gì mà mình gọi là đúng đi nữa là người ta cũng không nghe. Mà khi mà người ta không nghe rồi đó, thì cái bài này nhắn nhủ rằng là hơn thua tìm lại không vang bóng. Cái người tà kiến ngoại đạo mà mình đưa ra cái học thuyết hay là cái đạo lý chánh, người ta vẫn nói mình nói bậy như thường mà. Ta vẫn không nghe, ta vẫn không chịu, ta nói mình nói bậy thì có sao đâu. Nhất là cái thế kỷ 21 này là thế giới người ta đưa ra một cái chủ thuyết rất là ngộ, tự do tín ngưỡng. Rồi còn tự do không tín ngưỡng nữa cơ. À, như là hiến pháp của Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này đó, là nó có cái câu đó là mới đó. Tự do tín ngưỡng là cuộc đời tôi nghe tôi biết từ lâu rồi đó. Nhưng mà đối với đời này, hiến pháp Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có cái câu là tự do không tín ngưỡng. Mà cái câu đó cho tới bây giờ tôi thấy câu đó hay chứ. Tự do tín ngưỡng thì ai cũng có quyền, bất cứ là cái tôn giáo gì, cái đạo đức gì, người ta có quyền tin. Bởi vì người ta tin ở trong cái đầu của người ta, mình làm sao mình kiểm soát được. Cho nên cái câu đó rất là hay. Mà thế giới mà đưa ra cái thuyết mà tự do tín ngưỡng rất hay, thông minh vô cùng. Giả như mình không cho tự do tín ngưỡng, mà người ta tín ngưỡng cái gì đó ở trong cái đầu người ta, trong cái trí của người ta, ở trong cái vùng dân tộc của người ta, mình làm sao mình kiểm soát được? Kiểm soát bên ngoài thì được, chứ kiểm soát cái đầu thì sao kiểm soát được? Kiểm soát cái trí, nhận thức hiểu biết của ta, mình sao kiểm soát? Cho nên thôi thì là thế giới đồng thanh tương ứng với nhau rằng là cho tự do tín ngưỡng, rất là hay, rất là thông minh. Bây giờ lại còn một câu nữa rất là hay, đề xuất là có thành phần tự do không tín ngưỡng. Để mà ngăn ngừa nha, ngăn ngừa nó có những cái nước mà người ta bắt buộc là phải quốc giáo trong một tôn giáo thôi. Cái đó chưa công bình đâu. À, nói đây là cũng xin mở cái ngoặc là xin lỗi cái đất nước nào đó. Nếu người ta thích một tôn giáo đó, người ta bắt buộc là ai cũng phải theo tôn giáo đó. Nếu mà không theo tôn giáo đó là bị trù dập, bị rầy rà, bị khiển trách kiểu này kiểu khác, thậm chí là ta ép bức, ta không ủng hộ trong công việc làm ăn, kinh doanh, thương mại hay là trồng trọt của cái người mà không chịu vô một cái tôn giáo nào đó. Thế thì cái đó đâu có công bình. Do vậy mà phải có trong hiến pháp cái chữ mà tự do không tôn giáo. Tôi thấy cái đó là cái hay, cái mới mẻ. Thế nên bây giờ tự do tín ngưỡng mà tự do không tín ngưỡng, tự do tôn giáo mà có thể tự do không tôn giáo cũng được. Ở chỗ đó đó. Do vậy cho nên là mình, dầu cho mình là ở cái đạo nào, cái tôn giáo nào đó, mình lý luận có hơn người cũng lắm khi, nhưng mà mình thua những cái người mà ta không chấp nhận, ta không chấp nhận cái đường lối, cái học thuyết, cái đạo lý của mình. Thậm chí là có người họ ngang tàn, họ xảo quỵ, họ không tin bất cứ một cái gì. À, thế thì là đã thì mình phải hiểu rằng việc đó thôi, tại nó vậy đó, giảng pháp nó vốn vậy đó. Mình đừng có cái ý mà mình muốn giúp đỡ, có khi mình muốn giúp đỡ cho người ta mà ta không chịu. Do vậy cho nên là cái người mà đệ tử Phật học đạo là phải hiểu cái chỗ đó. Nếu mình mà thua người xã hội hay là thua người khác với tôn giáo mình, hay là ý kiến của người ta khác kiểu gì đó ha, thì mình đừng có để tâm mà ưu tư cái việc đó. Mình chấp nhận là thua không sao hết, bởi vì hơn thua tìm lại là nó không còn cái gì hết, hơn cũng không có gì, tại người ta gọi là hơn vậy thôi, chứ cái hơn là tìm lại không có cái gì hết đó. Rồi lúc nào đó mình nhẫn nhục, rồi người ta thấy mình
như là thua, như là thua, như là thấp, như là hèn hơn cái người mà là dữ dằn thô bạo hay là xấu nghĩ kia. Nhưng mà đừng, cái người đệ tử Phật đừng sợ. Có thua những trường hợp, thua người, những người xấu nghĩ, mình cũng đừng sợ. Thậm chí họ chửi mình phải tập nha, cái này phải tập à. Người ta chửi, người ta mắng nhiếc mình cũng đừng đau khổ, đừng sợ. Mà cái này trong kinh Phật có dạy. Có lần đó có người đó mắng nhiếc Phật. Cái người đó tức là người ngoài đạo tà kiến, người ta không có đi theo con đường của Phật. Ta ghét Phật lắm, ghét ông cụ Đàm dạy cái đạo đức mà họ không hợp. Rồi họ sử dụng mắng nhiếc. Rồi họ sử dụng quá chừng mà Phật không có lay động gì hết. Vẫn bình thản coi như không có gì hết. Thế thì người đó hỏi, này ông cô Đàm, nãy giờ tôi nói gì ông có nghe không? Nó có. Ông nghe tôi nói gì? Thì ông nói đó đó. Ông tự cho rằng là ông sỉ nhục tôi, ông mắng nhiếc tôi gì đó, nãy giờ ông nói vậy đó. Người kia hỏi vậy, ông có nghe không? Nó có nghe. Họ tại sao là ông không nói gì mà ông giận dữ? Ông nói, Đức Phật nói có gì đâu mà giận dữ. Bây giờ tôi hỏi ông, thí dụ như ông, tôi là tôi, mà ông mua cho tôi 1 kg trái bơm ngon, bơm Tân Tây Lan và nho Mỹ, rồi thêm đó mấy thẻ sô-cô-la thiệt ngon mà ông đem trong một cái dĩa lớn, ông trịnh trọng ông cho tôi mà tôi không lấy, thì theo ý ông thì ông nghĩ sao? Ê, cái ông thô bạo kia ông nói, thì nếu mà tôi cho ông lấy là tôi đem về. Phật nói đó cũng vậy đó ông. Nãy giờ này ông nói ông chửi tôi, chứ tôi không thấy ông chửi. Thế thì cái chửi là tự ông cho là ông chửi mắng tôi, chứ tôi đâu có thấy ông chửi. Thì nó giống như là cái món quà mà ông cho tôi không nhận thì ông đem về vậy thôi, có gì đâu. Do vậy mà tôi bình thản vậy đó, chứ không có gì lạ đó. Đó, cái đạo lý ta học là vậy đó. Cho nên ở đây có câu là thua người xảo quỷ đã hề chi, hơn thua tìm lại không vang bóng. Ta cho mình không nhận thì người ta đem về, người ta mắng giết chửi bới mình, những người xảo quỷ ta bất tính ta bảo thì ta không nghe là thôi. Vậy đó, đừng buồn đừng phiền. Và lại nữa, vấn đề mình muốn nói cho người ta nghe mà người ta không nghe, thì Đức Phật xưa kia cũng có tam năng, tam bất năng, độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh. Mà cái thế giới chúng sanh không độ được là tại vì có một thành phần nó không nghe lời của Đức Phật. Cũng như là xì kê ma túy là cái thứ nguy hiểm vô cùng. Dầu nếm nó một lần thôi là đủ nguy hiểm rồi. Cho nên người ta khuyên đừng bao giờ động tới cần sa ma túy xì ke hút sách. Ấy thế mà cũng có người vẫn nghiện ngập, chưa bao giờ hết được ở trong đời này. Đó là gì tại người ta không nghe. Mà người ta nguy hiểm vậy mà ta còn không sợ. Do vậy cho nên là Phật độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh mà thế giới chúng sanh không độ hết được. Luân lý đạo đức răng đe dạy người thì dạy đó, nhưng mà có người ta không nghe. Ta xì ke ma túy mà ta cứ ta thử. Rượu thì sờ trước mắt ngày nào cũng đụng xe chết là do rượu rất là nhiều. Cái rủi ro là có, không rượu cũng có rủi ro nhưng mà ít. Còn cái mà tai họa là do rượu nhiều lắm. Tai nạn lưu thông, xe cộ chết chóc là do rượu là nhiều nhiều lắm. Do vậy mà trong cái việc mà xử sự trong cuộc đời này đó ha, thì mình phải học cái đức nhẫn nhục của Phật dạy đó. Hơn thua tìm lại không gian bóng. Rồi cách của cuộc đời là xuân đến thu đi một chữ rồi. Rồi. Hơn cũng rồi.
rồi một kiếp. Quỷ quái gian manh xảo quyệt, tham lam độc hại, rồi cũng một kiếp người. Còn những người mà nhẫn nhục, những người lương thiện thì cũng một kiếp người. Khác hơn cái là ta sống lương thiện, người ta có cái an lành, người ta có cái nhẹ nhàng, người ta có cái hạnh phúc. Còn những người mà khôn ngoan quyến quyệt thì trong cái đầu mình là luôn luôn lúc nào cũng là xoay tròn ở trong cái guồng máy mừng giận thương sợ yêu ghét muốn thù hận, nó đau khổ tràn ngập, rốt cuộc rồi cũng rồi, chứ đâu có sống hoài được, đâu có lục võ sống đời được đâu. Rốt cuộc rồi thì xuân đến thu đi, một chữ rồi. Cái chữ rồi này tôi viết ở trong cái nhái nhái là tôi có nghe một cái mẫu chuyện. Ở Việt Nam này hồi xưa có gì đó thuộc về thành phần lớn tuổi hơn tôi. Tôi nghe các vị tiền bối nói lại. Cái vị sư này là ông tu không có, ông không có làm gì hình thức ghê gớm gì hết á. Cái chùa ông thì ông không cần làm đẹp đẽ. Chùa cũng là đài này qua đài khác gọi là chùa chiền đó mà. Thầy cũng tu hành, cũng ở trong chùa, cũng giữ chùa, cũng tu hành như bình thường. Rồi thỉnh thoảng là ông cũng đi đám sám với đạo bạn. Mỗi lần đi đám gặp bạn bè nói chuyện thì các thầy khác nói này, ở bữa nay tôi mới nghe được cái ông giáo thọ là ông giáo thọ ông giáo thọ giáp bữa nay ông lên chức được là yết ma rồi. Ông giáo thọ nay ông lên được yết ma rồi. Thế thì là cái ông thầy mà tôi muốn nói đó là ông nói thì lên yết ma chứ rồi cũng vậy. Thì vị khác nó ông thầy trụ trì kia ông mới mua được 7 mẫu đất để ông lập cái nghĩa địa, mà đất thì mua có 4 đồng bạc 4 thước à, vậy mà lập cái nghĩa trang nghĩa địa rồi làm địa tạng, đứng có hàng ra đó rồi bán một cái quyệt mã vậy đó là 100.000 đồng nếu mà cái tượng nào là gần địa tạng, còn những cái tượng mà xa địa tạng hơn á thì 50.000 đồng. Rồi còn những cái tượng mà xa biệt mù thì mới là 4-5 triệu đồng một cái quyệt mã cho những người thiệt nghèo. Mà trong khi đó là đất rồi mua 1 đồng 1 thước, 4 đồng 4 thước thôi mà bán vậy đó. Thành ra ông nó vừa giàu lắm, ông mua được 7 mẫu nghĩa địa rồi giờ ông giàu lắm. Thế thì là vị thầy này ông nói, thật rồi cũng vậy. Có nghĩa là ông nghe cái quyền lợi lớn vậy ông nói rồi cũng vậy, lên chức lớn ông nói rồi cũng vậy. Rồi người khác nói năm nay tôi có mấy nhỏ nó học hành nó đỗ đạt nó lên quan lên chức lớn, ông nói rồi cũng vậy. Nghĩa là mặt nào ông nghe là ông nói rồi cũng vậy. Đó là tôi nghe cái đó phải nói rằng là tôi có một cái ý thích, mà cái thích đó là cái thích của tôi thôi chứ đâu phải ai nghe vậy ta cũng thích, nó khác chứ đâu cũng vậy được. Có 7 mẫu nghĩa địa mà đất có 4 đồng là một cái quyệt mã mà mình để địa tạng vô mình bán tới 100.000 rồi 50.000 rồi 5 triệu thì sao cũng vậy được, giàu lắm đấy chứ. Nhưng mà riêng tôi nghe cái đó tôi cho là ý nghĩa rất là thâm thúy. Rồi cũng vậy. Rồi con làm quan làm quyền rồi lên công danh sự nghiệp vậy, nó rồi cũng vậy. Bởi vì quan quyền đâu có phải là ngon. Ngon thì cũng có ngon đó chứ không phải là cũng vậy được, giống khác. Nhưng mà rồi nếu mà chẳng may mà ăn hối lộ cái là rồi tiêu rồi. Ăn hối lộ có tỷ tỷ Việt Nam đồng, có tỷ tỷ đô la đó. Mà đô la tỷ tỷ có gì hay? Sống ở thôi ăn chết tại mày.
giám đốc công ty hay tổng thống hay thủ tướng, xa cơ rồi thì mãnh hổ cũng như nai vậy thôi. Cho nên là chức tước thì hay đó, làm nên cho dân cho nước thì có tốt đó, nhưng mà hãy coi chừng. Nhưng mà có tốt có hơn vậy, chứ còn cái người mà thật sự mà minh quân lương tể đó, không phải do làm quan làm học giỏi làm quan mà ta làm giàu đâu, không có. Minh quân lương tể là ta vì dân vì nước cho nên ta làm quan, chứ cũng đủ đủ ăn đủ mặc đủ xài, chẳng qua là nó nhẹ nhàng, nó thoải mái hơn cái người nông dân, hơn cái người làm ăn chân chất, hơn cái người mà nghề nghiệp là tương đối thấp, chứ cũng không có giàu có lớn được đâu. Giàu có lớn đó, giàu có lớn mà làm quan làm quyền đó, cái đó cái người học đạo ta không có mừng. Rồi cũng vậy à, thậm chí nó còn sa sút thậm tệ cũng có nữa. Cho nên cái từ mà rồi cũng vậy đó, tôi nháy nháy chỉ rồi ở đây là nó là do tôi nhớ cái vụ đó đó. Rồi cũng vậy à, bạn tôi có người 30-40 cảnh chùa, 30-40 cái thiền viện, rồi tôi bây giờ nên 84 tuổi rồi, tôi ở có cái chỗ nhỏ nhỏ trên cái đồ tài dương rồi cũng vậy. Đúng vậy đó, rồi cũng vậy ha. Rồi bạn tôi giờ có hiện nhờ có người không phải là bạn nha, có người cái giai vế là học trò, và học trò thiệt cũng có, mà họ có cái chùa nghe là 20-30 tỷ, có người 2 chùa cũng có. Nhưng mà hỏi ra thì sao, cuối cùng là đọc cái bài rồi cũng vậy, nghĩa là cái mạng sống của con người nó cũng sinh như vậy, nó trụ nó lão như vậy, rồi nó bệnh như vậy, rồi nó cũng tử như vậy đó. Cái bài này là cái ý nó vậy đó. Thành ra là đọc cái bài này mình cũng phải thiền định để mình rút ra một cái cách sống. Lý luận hơn người cũng lắm khi thua người, xảo quỷ đã hề chi. Thua đó mà không hề chi hết đó, cứ cho thua không sao hết đó. Tôi cất cái trường Phật học rồi, cái trường khá đẹp. Phải nói rằng là cái lối làm của tôi đó là ở đất nước Việt Nam này là từ trước tới nay là duy nhất, là cái công việc làm là đầu tiên. Từ trước tới nay không có làm vậy. Các cái trường thì Phật tử trong nước ngoài nước là cho tôi dự trù là nó có chừng 4 tỷ và tôi lo đã mệt rồi đó. Tôi tính cất sơ sơ thôi. Nhưng mà có cái ông kỹ sư đó, ông Phật tử, rồi bà kỹ sư đó, bà cũng Phật tử, bà nói ông làm kỹ sư hồi nào giờ ông làm cho người ta cái chuyện ngàn ngàn tỷ cũng có mà ông chưa làm cho tôi cái gì hết á. Vậy là bây giờ tôi muốn cất cái chùa đó, cất cái trường Phật học đó, ông lo nhìn cho tôi có được không? Ông lo cái trường đó, tức là ông lo cho tôi đó. Thế thì ông kỹ sư nọ, ông cũng chiều, ông nghe cũng có lý, ông chiều, rồi ông mới giúp. Ông giúp mà ý tôi đâu có dám vẽ cái bản đồ mà to lớn vậy, nhưng mà ông làm kỹ sư, rồi tay em của ông cũng là kiến trúc sư, rồi nó vẽ cái trường đàng hoàng, rồi ông làm kỹ sư, rồi dưới tay em của ông mà thầu đó cũng là kỹ sư không, kỹ sư xây dựng, kiến trúc xây dựng, thành ra làm cái trường coi khá đẹp. Cái trường mỗi ngày là học cả 1000+ tăng ni vô, đủ lớp chỗ ngồi mà. Mà có bảo vệ giữ gìn cái chùa, cái trường đã có lao công mỗi ngày 2 người làm cái trường lát bóng như trường của nhà nước vậy đó, sạch sẽ lát bóng, rồi bảo vệ thì giữ gìn trật tự, không bao giờ mà có ồn ào huyên náo hay là có cái dơ dái bày hay gì hết, đẹp lắm. Vậy mà mấy đệ tử tôi, đệ tử đấy, nó giật cái chùa tôi đó. Nó giật cái chùa, nó giật cái phần nửa đó. Giật một cái giảng đường và một cái chánh điện cái chùa đó. Mà giờ nhà nước cũng cho phép đó, mà giờ nó giật nó đóng cửa, nó không cho tôi làm đó thì đâu có sao đâu. Rồi tôi nhận thua tới giờ cũng đâu có sao đâu. Thua người gian xảo, thua người xảo nguyện đã hề chi.
Nhờ tôi bỏ cái chỗ đó, tôi không ở nữa, tôi giao cho những cái người đàn em, tay em tôi thế đó, coi chừng đó, để điều hành đó. Rồi tôi ở trên cái Lâm Đồng Đà Lạt này nè, rồi tôi mới làm ra Ngó Tay Chi Trăng này, được 150 bài thơ, trong 50 tập Ngó Tay Chi Trăng, trong 5 cái tập Ngó Tay Chi Trăng được 150 bài thơ mà tôi đang triển khai đây. Rồi cái tập Bạch Duy Nguyễn Thiền Sư thi tập đó cũng là 120 bài thơ, đều là kinh điển hết, tôi đã triển khai rồi. Thế thì tôi thua người xã ngụy đã hề chi, bỏ đi không thèm cãi cọ, không thèm kiện tụng. Nếu kiện tụng là cũng có thể thắng được đó, dễ dàng thắng đó, nhưng mà không thèm kiện tụng, không thèm cãi cọ, càng không có đánh lộn chém lộn chi, thì thua người xã ngụy đã hề chi. Nếu mà tôi không thua là tôi không có những cái tài liệu mà mấy trăm cái bài thơ cô động những cái giáo lý để mà tôi triển khai ngày nay đâu. Cho nên người xưa nó có cái đầu đề, hồi xưa tôi đọc sách á, có cái đầu đề là tái ông mất ngựa. Cái bài đó, cái đầu đề là tái ông mất ngựa. Tái ông là một cái ông già ở biên giới, mà bữa nọ hai cha con ở ngoài biên giới á, mà trong cái nhà có con ngựa. Có con ngựa, bữa đó con ngựa đi mất. Đi mất thì những người bàn quan hàng xóm gần xa xa ta tới ta chia buồn, ta nói chàng ơi, ông ba, ông có con ngựa để đi thồ, đi chở, đi làm ăn vậy mà anh ơi, con ngựa ông giờ nó mất, không biết là mất cách gì đó vậy, tới chia buồn với ông, tội nghiệp quá, tôi cũng lo giùm ông đó, không biết là công việc làm ăn của ông nó sẽ ra sao. Cái ông già ông nói, ngựa mất đó, mất ngựa vậy chứ mà phước đó biết đâu. Ông không sợ gì hết á. Ngựa mất vậy chứ mà phước đó biết đâu. Rồi đâu là 5-7 ngày sau gì đó, cái ngựa nó dẫn ngựa về 3-4 con. 3-4 con ngựa đẹp không? Bàn quan hàng xóm lại nói, chàng ơi, bữa hổm ông mất con ngựa mà giờ ngựa nó dẫn ngựa gì nhiều quá, được ông được 4-5 con ông ba. Nó ừ, ngựa đó được ngựa nhiều vậy chứ mà tai họa nó biết đâu. Thật vậy, ngựa nhiều quá, cái thằng con trai duy nhất ở nhà nó mà nó gặp ngựa nó mê quá, nó cởi con này rồi nó cởi con kia, nó cởi cho thỏa chí bình sanh đó, rồi có con ngựa chứng là sao, nó chạy quá chừng, nó hấn cái thằng con trai duy nhất của mình té gãy giò, cái đi khó khăn làm ăn, cái là coi như là thất thoát dữ lắm công việc. Nhưng mà rồi người ta lại ta chia buồn, ta nói chàng ơi, ông có thằng con cha, một cha một con, bây giờ nó bị thương tật cái chân vậy, nó làm sao nó làm ăn. Ông nói cái chân nó là bị thương tật vậy chứ mà phước nó biết đâu. Thì ra lớn quá rồi, một vài năm sau gì đó, trong nước nó có chiến tranh ha, rồi người ta động viên thanh niên rồi đi ra mặt trận hết. Còn thằng này cái chân nó yếu cho nên nó không đi được, người ta chê người ta không lấy. Do vậy mà cha con được hú hí, mặc dù nó làm ăn cái năng suất nó không bằng cái hồi cái chân nó mạnh, nhưng mà nó vẫn làm ăn được, còn có cha con hú hí nhau trong cái cảnh điều hiu là quê mùa này. Có cha con đùm bọc lẫn nhau. Do vậy mà có cái đầu đề là phước đấy quả đấy, tái ông mất ngựa. Mất ngựa không phải là quả đâu, mà biết đâu là phước. Nhưng mà ngựa dẫn về nhiều, tưởng là phước chứ đâu phải. Biết đâu đó là quả. Rồi té, gãy chân tưởng là quả, chứ biết đâu đó là phước. Và sự thật, nhờ vậy mà cha con còn được gần gũi nhau. Cho nên vấn đề phước đấy quả đấy là vậy. Thành ra là mất chùa không sao hết á, giật chùa không sao. Tôi làm cái chùa rồi mà nó cứ hăm dọa, mà ông hòa thượng à,
sáng tạo nan cho thủ thành bất dĩ vậy, hòa thượng. Tức là nó sắp cho chùa mình mà nó hâm vậy đó, nó sắp phá hoại cái trường của mình mà nó cứ nói câu đó hoài, sáng tạo nan cho thủ thành bất dĩ vậy, hòa thượng. Và sự thật là hai thầy trò đó nghĩa là cố giật cho kỳ được, và là nó đem ổng khóa chìa khóa nó tự đóng cửa cái chùa. Thì cái thứ mà ổng khóa với gì loại thói đó thì tôi mua cái cưa về tôi cắt ở trong vòng mấy phút chứ mấy, nhưng mà tôi không cho cắt và tự tôi không cắt, tôi cũng không cho ai cắt. Và nếu mà quánh lộn thì học trò của tôi là cả 1.500 người đó, nó quánh 10 lần của thầy trò nó cũng bể đầu nữa. Nhưng mà chẳng lẽ là mình tu hành mình dạy đạo mà mình lại chủ trương quánh lộn, dầu mình thắng đi nữa quánh lộn đó thì còn gì là đạo lý. Cho nên quánh lộn cắt chìa khóa không cắt, mà quánh lộn cũng không quánh. Tuy nhiên là mình vẫn có hơi buồn buồn, là vì mình làm cái này là mình định mình làm cho Phật giáo Việt Nam, làm chung cho Phật giáo chứ không phải là làm riêng cho mình. Nhưng mà bây giờ nếu mà những người trong Phật giáo mà không ủng hộ, không đem ra cái lẽ phải thì thôi, thì mình đem cái nhiệt tình mình để vào đâu bây giờ đây? Thôi thì rút về cái đồi rừng núi của cái Tây Nguyên đây. Thế thì về rừng Tây Nguyên đây lại là quả ư? Không, phước đây, quả đây. Tưởng là quả, tưởng là về núi về rừng là quả, nhưng mà mình làm được mấy trăm bài thơ toàn là kinh điển không đó. Đó, thì tái ông mắc ngựa là nó có vấn đề vậy đó, phước đấy quả đấy. Cho nên mất không sao hết á. Thua người sáu quỷ chẳng hề chi. Thua người sáu quỷ đã hề chi. Hơn thua tìm lại không gian bóng, xuân đến thu đi một tiếng rồi, rồi cũng vậy. Mất cái trường rồi cũng vậy, mà người ta được cái trường rồi cũng vậy. Người ta chiếm được cái chỗ để mà cúng sao cúng hạn cầu an cầu siêu để lấy một cái mùa Tết này là chừng 200-300 triệu gì đó, rồi cũng vậy. Bây giờ đọc thử cái đoạn Trực Chỉ Đề Cương. Hơn thua là một đối tượng thiền thiết cận trong cuộc sống thường nhật của tất cả người con Phật. Đó là một sự thật đó nha. Những cái mà tôi vừa nói vừa rồi đó, nó rõ ràng nó là đối với tôi, nó là đối tượng thiền đó. Làm cái chùa đâu có dễ, là cái trường đâu có dễ. Cái trường độc nhất nước Việt Nam, độc nhất là ở chỗ nào? Là không phải riêng của mình làm để rồi mình danh mình làm chủ, không có. Cái đó là cái của chung. Mà trường mà có bảo vệ trật tự hoàn toàn an ổn, trường mà có lao công sạch sẽ hoàn toàn y như là cái tiêu chuẩn cao cấp của nhà nước Việt Nam đặt ra. Hồi xưa tôi đi học cái trường, mà cái trường của Hội Việt Mỹ hồi xưa tôi có đi học, mà đều nói học Việt Mỹ chứ tôi học với Ẹt Hà, bởi vì tôi học Phật, thành ra tôi đi học sơ chơi chứ không có cố ý làm thông ngôn thông dịch, cho nên là học không có giỏi, giờ quên hết rồi. Cái trường đó nó lao công ta làm thiệt là sạch. Cái phòng vệ sinh của Hội Việt Mỹ hồi đó tôi đi đó là sạch trơn, nói xin lỗi chứ ngồi trong đó mà nếu mà đem đậu phộng rang hay gì đó mà vừa ngồi mà vừa đi vệ sinh mà vừa thưởng thức cũng không có biết hôi hám gì hết á, sạch vậy đó. Do vậy mà bây giờ cái nhà trường mà tôi làm ra đó, cái chỗ vệ sinh đó, người ta cũng giữ gìn sạch vậy đó, sạch giống như những cái chỗ mà của người ta tiếp khách quốc tế, thí dụ như là những cái chỗ siêu thị rồi bây giờ ta cũng làm sạch vậy đó. Các cái siêu thị, các cái phòng vệ sinh của các siêu thị Việt Nam của thời nay đó, người ta cũng làm sạch lắm. Cho người rửa ngày mấy lần không biết, nhưng mà vô đó là không có hôi. Thành ra cái chỗ, cái trường mà tôi làm, trường Phật học tôi làm đó, nó có cái đó.
Cho nên tôi nói nó hơn là nó hơn cái đó, chứ còn nói về cái tầm cỡ mà lớn thì nó không có bằng cái trường của quốc gia được. Nhưng mà độc đáo là cái kiểu mới, lao công có, tự dọn dẹp tăng đi, học rồi là tới giờ là về, đến học là sạch sẽ, bàn ghế ngay thẳng nếp ngay hàng, và mọi việc bên ngoài là đều có bảo vệ lo hết. Nhà máy mà khi mà điện cúp là bảo vệ tự nổ máy điện, và có phòng cháy chữa cháy nếu mà có quả quạng gì là bảo vệ người ta làm cái đó, hay lắm, được lắm. Hiện giờ thì Việt Nam có nhiều cái chỗ giàu hơn, rộng hơn nhiều, nhưng mà cái cách tổ chức chưa có, không có được gì cái kiểu của tôi làm. Vậy mà người ta đành cướp giật, người ta đành phá cái công việc làm của tôi phục vụ cho Phật giáo Việt Nam, người ta đành phá tan ra, mà người ta khoe khoang ở trên đầu môi rằng là người ta sẽ ám hại, người ta sẽ phá được cái việc làm tốt đẹp của mình đó bằng cái cách là sáng tạo nang chứ thủ thành bất dĩ hòa thượng. Nhưng mà tôi đã nhịn rồi, thua người xảo quỷ đã hề chi. Cho nên hơn thua là một cái đối tượng thiền thiết cận trong cuộc sống thường nhật của tất cả người con Phật. Có những lúc mình phải chịu thua, nhưng mà thua không hẳn là quả nha. Rồi mình thành tựu được, mình hơn đó. Đó là thầy trò của những cái người mà dùng ý phá hoại đó, hơn đấy chứ, hơn đấy. Nhưng mà rồi được gì? Hơn đáng mừng, đáng hạnh diện, thua buồn, mặc cảm, tự ti. Đó là hai cái thái cực thường sanh khởi nơi tâm ý của con người bình thường. Đó là tâm ý của con người bình thường. Còn chúng ta là người đệ tử Phật phải có khác hơn một chút. Chúng ta phải là bất bình thường, phải vượt qua cái bình thường. Chúng ta trở thành con người bất bình thường, nghĩa là người ta dịch cái chùa của mình, người ta dịch cái trường Phật học của mình, mà mình không đánh lộn. Mình cưa khóa dễ ợt, rồi mình vô mình lấy cái đó mình làm lớp học dễ ợt, mà không cưa khóa là một cái là bất bình thường. Rồi của mình, lực lượng của mình là cả ngàn người mà quánh với 5-10 thằng thì nhầm cái gì, quánh nó không còn sống nổi nữa, chứ đừng có nói quánh lỗ đầu thôi. Nhưng mà mình đã không quánh là hai cái bất bình thường. Đáng lẽ là mình phải đâm đơn kiện từ trong nội bộ Phật giáo, mà mình cũng không đâm đơn kiện, vì mình biết rằng là Phật giáo đáng lẽ là tự đặt vấn đề mà sửa mà điều chỉnh, chứ đâu có đợi là tôi làm hiệu trưởng tôi phải kiện. Vậy mà giáo hội Phật giáo của chúng tôi không xử thì tôi còn kiện gì nữa, là ba cái bất bình thường. Đáng lẽ ra tôi phải kiện đến nhà nước để nhờ tòa án xử, mà tôi cũng không làm điều đó. Thế là bốn cái bất bình thường đó. Thế thì người bình thường thì hơn thua là buồn khổ đó. Còn ở đây mình phải lấy cái đó mà mình đừng cho là buồn khổ, mình phải là trở thành cái người bất bình thường. Cái giá trị con người, cái giá trị của con người, cái đích thực của đạo giải pháp giác ngộ không cần căn cứ ở hơn thua đơn giản như thế. Cái hơn thua như thế tôi cho là cái hơn thua đơn giản. Có gì đâu, cha mẹ mình sinh mình ra mình có gì, rồi mình đi tu mình có gì, rồi bây giờ mình làm cái trường Phật học đó là của Phật tử gần xa đóng góp để mình phục vụ chung cho giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà bây giờ người ta giật người ta lấy thì mình sự thật là mình có mất cái gì của mình đâu. Cho nên cái hơn thua đó cũng chỉ là một cái hơn thua đơn giản, không có vấn đề gì quan trọng. Do vậy mà tôi rút lui đi một cách nhẹ nhàng, không hề có ưu tư, không hề có sầu muộn.
Cho nên tôi mới biết rằng là thua người xã hội đã hề chi. Có hề chi đâu. Hơn thua tìm lại đâu có vang mà cũng đâu có bóng, càng không có hình. À, hơn thua tìm lại không gian bóng. Ờ, xuân đến tôi đi một tiếng rồi, rồi rồi ai cũng chết hết. Vậy thôi. À, thiền giả, thiền sư luôn luôn tỉnh thức hơn là hơn cái gì? Hơn ai? Hơn để được cái chi? Còn thua, thua ai? Thua việc gì? Tại cái gì, bị cái gì mà mình thua? Thí dụ như mình làm sai trái cái gì đó là mình thua, mình xấu hổ chứ. Ở đây mà mình bị nó dùng sức mạnh, cái sức thô bạo, cái sức tham lam dục vọng của họ mà tôi còn chưa nói nữa nha. Có cái lần đó nó chưng một cái bình bông, rồi nó để một cái con dao yếm, mà dao yếm lớn nặng với một bình bông, lại với một cái bát hương, nó đem để gần cái trước cái phía của cái chùa đó đó. Tôi nhìn tôi thấy tôi nói, rồi hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi về tôi mới nói với nhân viên trong trường tôi nói là các huynh đệ hãy để ý ở bên cái chùa gốc cái chùa đó bữa nay có một cái bình bông, một cái lư hương, một cái con dao, có một cái búa nữa, cái búa đóng đinh, với con dao, với bình bông, với bình bát lư hương. Về tôi nhận thấy tôi nói rồi, nó sẽ đi tới cái vụ này đây, nó cho mình biết rằng là mấy cái này sẽ hoạt động đây. Mình là cái người nếu mà không khéo là cái người mình lên được lên bàn thờ để người ta đốt nhang đấy. Và những cái con dao, những cái búa này là nó sẽ cạnh tranh vì cái chùa này đó. Nếu mà dám cạnh tranh cái chùa này là nó chơi tới cái kiểu đó đó. Tôi nghe tôi biết là thôi. Thành ra dù sao mình cũng phải để ý chứ. Dù là mình không sợ chết, nhưng mà cái chết nào mới là không sợ, còn cái chết nào cũng phải sợ. Cho nên là từ từ rút lui cách nhẹ nhàng. Không phải sợ dao đó, con dao đó, không phải sợ cái búa đó, không phải sợ bình nhang. Nhưng mà là cái đó không cần thiết. Không cần thiết phải đương đầu như những cái đó. Đương đầu như cái đó, thắng cái đó là mình thua Phật quá xa cũng được. Cho nên là vấn đề là vậy. Hơn phải hơn cái gì mà thua cái gì, hơn ai, thua ai. Thế cho nên với thiền sư, với một người thiền giả đề cao cảnh giác về cái việc hơn thua trong bình nhật. Trong bình nhật kia là trong cái cuộc sinh hoạt hàng ngày của mình đó. Vấn đề hơn thua mình phải quan tâm để ý đó, phải tham thiền đó. Có những lúc mình phải chịu thua hoàn toàn mà mình đừng thấy, đừng có tự ti gì hết đó. Thua người xảo quỷ, thua bọn sát nhân, cần thua và nên thua. Những người sát nhân, những người xảo quỷ, những người gian manh xảo trá, những người vô đạo đức, vô liêm sĩ thì cái đó cần thua, đáng thua và phải chấp nhận, tuyệt đối thua. Hơn trí tuệ, hơn thiểu dục tri túc, hơn an lạc hạnh phúc, hơn giác ngộ giải thoát, đó là cái hơn, nên hơn, cần hơn và phải bồi dưỡng mãi mãi cái hơn đó. Cần hơn để được thành tựu trọn vẹn cái lý tưởng và cái mục đích của con người, của người con Phật. Còn hơn thua trong hung ác, trong chém giết, trong mấy giây phút đồng hồ mà hậu quả một bạn chết, rồi một kẻ ở tù rồi đau khổ, rồi gia đình tan nát, thì ai được gì? Có ai được gì đâu. Do vậy cho nên là người ta để con dao, cái búa, cái bình lương là mình biết rồi à. Đừng thắng,
để rồi gây ra cái hậu quả đau thương như thế, bất lợi cho mình và cho người, cho những người làm ra việc đó đều bất lợi hết. Cho nên mình chấp nhận thua, rút lui. Hết giờ, bên đây có lẽ hơi dư rồi nha. Hơi dư giờ, thôi thì ngừng ở tại đây được rồi đó. Xin chúc toàn thể Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ thấy có cái nào nghe được, có cái nào cần sửa thì tiếp nhận để rồi